Cháu chỗ nào cũng mò mẫm. Mầm. Vẫn bị này chán lắm. Ngày nào cũng bị mờ này chán lắm. Bí mật nhá. Còn thiếu một vị nữa. Ông Hòa sẽ... Ai cho phép cậu vào phòng luyện mật hả? Mau đi kiếm lại chỗ mật này ngay. Chuyện này mà đến tai ông chúa thì...
Ngon quá. Ngon quá. Mau lấy nước lại đây, nhanh lên, nhanh lên. Bọn trẻ, bọn trẻ. Ê! Từ nay, ngươi chuyển xuống làm ông bác cửa, tập trung vào công việc của mình, không được lơ là, không được rời tổ khi chưa có lệnh. Cũng may bọn trẻ ăn nhiều phấn hoa lạ nên chỉ bị say thôi. Bác cả gửi cho anh này, anh đừng buồn nữa nhá. Chẳng kiếm được gì cả. Ừ, chẳng kiếm được gì cả. Mưa rét thế này, bật dự trữ thì hết, mà ông thợ thì lại ốm. Biết làm sao bác đây. Cả, bác cả, bởi ông non nguy mất. Đúng rồi, đây chính là vị hoa mà mình cần nhất. Này này, tớ tìm ra loài hoa để báo chế ra mật chữa bệnh rồi, cậu đi về tớ nhá. Quay trở lại tổ đi.
nguy mất. À, à. Ôi, bọn trẻ được cứu rồi. Được cứu rồi. Hy vọng là nó thành công. Cháu tin ông Dô. Ông Dô sẽ làm được mà. Nào, có ai muốn thử vị mật đặc biệt nữa không nào? Có em.